Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Bảng chia 7 vở bài tập môn toán lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra. Trang số 64 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái hoạt động đầu tiên này. Người ta yêu cầu là cái gì? Viết các kết quả. Như vậy ở đây, từ cái bảng nhân 7 chúng ta sẽ thành lập cho bảng gì? Chia 7 này, rất là quen thuộc đúng không nào? 7 nhân với 1 là mấy? 7 này. Vậy thì 7 chia cho 7 sẽ là 1. Được chưa? 7 x 2 là 10. 14. Vậy thì 14 chia 7 sẽ bằng 2. 7 x với 3 là 2. 21. Vậy thì 21 chia 7 sẽ là 3. 7 x với 4 là 2. 28. Vậy thì 28 chia 7 sẽ bằng 4. Được chưa? 7 nhân với 5 là bằng 3. 35. Vậy thì 35 chia 7 sẽ là 5. Được chưa nào? Rồi. 7 nhân với 6 là 42. Vậy thì 42 chia 7 là 6. 7 nhân với 7 là 40 mấy? 49. Vậy thì 49 chia 7 sẽ là 7. Dễ không? Rồi, tương tự nè. 7 nhân với 8 là 5. 56. Vậy thì 56 chia 7 sẽ là 8. 7 nhân 9 sẽ là 63. Vậy thì 63 chia 7 sẽ là 9. 7 nhân với 10 là 7 gì? 70. Vậy thì 70 chia cho 7 sẽ là 10. Ổn chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã có bảng chia 7 được thành lập từ bảng gì? Nhân 7 nhá. Hãy cùng với thầy đọc cái bảng chia 7 nè. 7 chia 7 bằng 1. 14 chia 7 bằng 2. 21 chia 7 bằng 3. 28 chia 7 bằng 4. 35 chia 7 bằng 5. 42 chia 7 bằng 6. 49 chia 7 bằng 7. 56 chia 7 bằng 8. 63 chia cho 7 bằng 9. 70 chia 7 bằng 10. Đấy, như vậy chúng ta đã có bảng chia 7. Hãy dừng video lại, đọc cho thuộc bảng chia 7 nha. Khi mà chúng ta thuộc thì chúng ta sẽ vào làm bài luyện tập. Mình sẽ đến với bài luyện tập số 1 này. Người ta yêu cầu là gì? Tính nhẩm. Như vậy mình có này. 14 chia cho 7 bằng mấy nhỉ? Bằng mấy đây? À, sẽ là 2. Đúng không? 28 chia 7 thì bằng 4. 35 chia cho 7 bằng mấy? Bằng 5. 56 chia 7 bằng 8. Rồi. 49 chia 7 thì bằng 7. 42 chia 7 thì bằng 6. 63 chia cho 7 thì bằng 9. 70 chia 7 thì bằng 10. Được chưa? Rồi, 7 chia cho 7 thì bằng mấy? Bằng 1. Và nhớ này, không chia cho bất kỳ số nào cũng bằng gì? Bằng 0 nhá. Đấy, vậy thì 0 chia 7 sẽ là 0. Xong. Sang bài luyện tập 2. Người thì yêu cầu đặt tính
Rồi, tính. Như vậy chúng ta có 3 phép tính. Đây là chia cái gì? Chia 2 chữ số cho mấy? Cho 1 chữ số. Đúng không? Rồi, phép tính thứ nhất này. 8, 4 này. Chia cho mấy? Chia cho 7. Đây, 8, 4 này. Chia cho 7 này. Dùng thước kẻ cho nó thẳng nha. Rồi, các em thực hiện phép tính. 8 chia cho 7 thì được mấy nhỉ? À, 8 chia cho 7 thì chỉ được gì? 1. 1 nhân với 7 là 7 này. 8 này, trừ đi 7 thì còn mấy các em? À, còn mấy? Còn 1. Hạ mấy đây? Hạ 4 ta được 10. 14. 14 chia cho 7 thì bằng 2. 2 nhân với 7 là 10. 14. 14 này trừ đi 14 thì bằng gì? Bằng 0 nhá. Đó. Như vậy thì phép tính 8 4 chia cho 7 sẽ bằng 10 12. Được chưa? Rồi. Sang phép tính thứ hai. Chúng mình có này. 37 chia cho mấy? Chia cho 7 nè. Nhớ dùng thước kẻ cho thẳng nhá. 37 chia cho 7 này. Các em thấy này, 3 không chia cho 7 phải lấy 2 chữ số. 37 chia cho 7, như vậy chúng ta chỉ nhẩm được mấy thôi? 6742 lớn hơn rồi chỉ được gì? 5. Đúng nè. 5 nhân với 7 là bằng 3. 30 mấy? 35. Đúng chưa? Vậy thì 37 trừ đi 35 thì còn mấy? 2. Như vậy đây là phép chia gì? Có dư. Vậy các em sẽ ghi 37 chia cho 7 thì bằng mấy? Bằng 5. Và dư. Dư gì? Dư 2. Ok chưa? Rồi. Phép tính thứ 3. 61 này. Chia cho mấy? Chia cho 7. 61 chia cho 7. Cũng như vậy này, các em thấy này, 6 không chia cho 7 lấy mấy? 2 chữ số. 61 chia cho 7 các em nhẩm được 9 không? 9, 7, 63 lớn hơn rồi. Như vậy chúng ta chỉ được mấy? 8 thôi. 8 nhân 7 là 5. 56. Đúng không? Vậy thì 61 trừ 56 bằng mấy? Bằng 5. Như vậy đây là gì? Dư 5. Đúng chưa nào? Vậy các em sẽ ghi 61 chia cho 7 sẽ bằng 8. Dư mấy? Dư 5. Được chưa? Rồi, sang bài số 3. Bài 3 ta hỏi nè. Bà chia 14kg vải thiều thành 7 phần nặng như nhau. Hỏi mỗi phần vải thiều nặng bao nhiêu kg? Đơn giản nhỉ. Như vậy có này, 14 này. 14kg. Đúng không? Chia làm 7 phần. Đấy, tức là chúng ta sẽ có là 14 chia cho mấy? Chia cho 7 thôi. Đúng không? Đấy, xác định được phép tính rồi, dựa câu hỏi để trả lời. Hỏi mỗi phần vải thiều nặng bao nhiêu kg? Thì các em sẽ ghi cái gì? Thế ghi gì? Mỗi phần nặng số kg là, hoặc là gì? Số kg mỗi phần nặng là. Đúng không? Đấy. Mỗi phần. Mỗi phần này, các em không cần ghi vải thiều. Đúng không nào? Nặng số
kg là 14 chia cho 7 thì bằng mấy em nhỉ? À bằng gì? 2 kg. Được chưa? Vậy thì đến đây mình sẽ ghi đáp số. Mỗi phần sẽ là 2 kg. Ok con dê. Được chưa các em? Đó, như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái bảng chia 7 này nhé. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này đến cho bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.